Tại vì mọi người thương cho nên mọi người phong cho Hồng Lân là ngôi sao, chứ bản thân Hồng Lân thì chưa bao giờ dám nhận cái danh hiệu là ngôi sao ca nhạc. Và một điều hôm nay Hồng Lân rất là vui và hạnh phúc vì hôm nay được trở về quê nhà để phục vụ tất cả quý bà con cô bác cũng như là tất cả các bạn trẻ đang có mặt tại thị trấn Lấp Vò. Và xin cảm ơn và cho phép Lân được gửi lời chào đến tất cả quý vị ạ. Dạ, và hôm nay ngoài những ca khúc Lân thể hiện thì Lân rất là mong muốn được cùng tất cả các bạn cũng như là các anh chị có mặt ở đây cùng lên đây giao lưu cũng như là song ca với Hồng Lan những ca khúc mà quý vị yêu thích. Lân sẽ chờ đợi và cùng hát với tất cả quý vị luôn ạ. Nhớ chuẩn bị nha. Vâng, và một ca khúc đầu tiên cho phép Lân được gửi đến một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, đó được mang tên Áo Mới Cà Mau. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,